Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, là sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách tải và cài driver cho máy InBuild thanh toán Xprinter. Đây là bài hướng dẫn cài driver Xprinter cơ bản. Chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là tải driver Xprinter. Bước thứ hai là lắp máy in vào máy tính và bật máy in lên. Và bước thứ ba là cài đặt máy in Xprinter. Các bạn có thể xem cái bài hướng dẫn bằng hình ảnh ở đây. Tôi sẽ làm chi tiết bằng video. Tôi thực hiện lần lượt theo các bước hướng dẫn. Bước đầu tiên chúng ta tải driver main Xprinter. Tôi nhấn tải cái driver của main Xprinter về máy tính. Sau khi tải cái driver về máy tính, chúng ta giải nén cái file này bằng cách lít chuột phải và chọn Extract here và giải nén ở đây. Thì đây là file driver. Và chúng ta bước qua bước thứ hai, đó là chúng ta lắp cái main vào máy tính và bật cái main lên. Nguyên tắc là trước khi cài driver thì chúng ta cần lắp máy in vào máy tính và bật máy in Xprinter lên. Nếu không làm cái bước này á, thì nó sẽ cài đặt không thành công. Thì nguyên tắc á, là cái máy in nó có một cái dây kết nối với máy tính và một dây nguồn. Thì chúng ta gắn vào cho chính xác là được. Cần đảm bảo là dây kết nối với máy in và máy tính phải được chắc chắn và nguồn điện phải cho ổn định. Chúng ta bước vào bước thứ ba, đó là cài driver cho máy in Xprinter. Đây là cái driver của máy in Xprinter. Tôi lấy chuột phải và chọn Run as Administrator. Chúng ta chọn I accept và nhấn Next, nhấn Next, nhấn Next, nhấn Install, Finish. Ở đây chúng ta check vào cái cổng USB, chọn cái máy là XP80C. Sau đó chúng ta nhấn check USB port. Lúc này máy tính sẽ báo rằng là cái máy in sẽ gắn với cái cổng USB nào. Trường hợp này máy tính của tôi báo rằng là cổng USB là USB 010. Có thể máy tính của bạn sẽ báo rằng là USB 01, USB 02, USB 03. Thì chúng ta xem cái cổng này cho chính xác. Nhấn vào OK. Các bạn lưu ý, chỉ khi máy in được bật lên và được gắn cái dây kết nối giữa máy in và máy tính thì chất USB nó mới hiển thị lên thông tin. Còn nếu nó không hiển thị lên thông tin cái cổng USB port thì hãy kiểm tra lại cái cách gắn máy in. Tiếp theo chúng ta nhấn Install Now. Chọn Yes. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái cổng cho cái máy in Xprinter. Thì ở đây chúng ta nhấn vào cái tab Port. Khi cài đặt cái port đang để ở cái vị trí này thì chúng ta phải kéo xuống để chất vào cái cổng USB mà lúc nãy chúng ta vừa kiểm tra. Ở đây là cái cổng USB 10. Tùy theo cái cổng USB khi chúng ta chất USB port được thông báo ở trên mà chúng ta chọn cái cổng cho đúng. Ví dụ ở đây là USB 010. Máy tính của bạn có thể là USB 01, 02 thì các bạn phải chọn đúng cái cổng. Sau đó chúng ta nhấn apply. Chọn xong cổng USB là chúng ta đã cài xong cái driver. Để in test, bạn nhấn vào cái tab General. Bạn nhấn vào Print Test Bay. Máy in của tôi đã in thành công. Chúng ta đã cài đặt xong cái driver. Nếu bạn muốn khi in thì máy in sẽ phát lên tiếng kêu. Thì chúng ta sẽ setup thêm tại cái tab Device Setting. Ở đây chúng ta tìm cái dòng Turn On or Lighting. Chúng ta chọn cái chức năng. Ví dụ như ở đây. Tôi nhấn Apply. Tôi qua tab General để in test. Thì máy in sẽ phát lên tiếng kêu tít tít. Để vào kiểm tra cái driver cái main thì các bạn sẽ vào control panel, vào view device and printer. Thì ở đây là chính là cái main chúng ta vừa cài đặt. Chúng ta chọn print property và chúng ta vào cái mục setup như lúc này. Ở đây có cái tab port device setting. Tôi nhấn in test lại một lần nữa. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong cách cài đặt driver main with printer. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. Chúc các bạn cài đặt driver main with printer thành công. Chào thân ái.